I had lost my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Rồi đấy, ở tập trước là chúng ta vừa mới thoát khỏi cái bệnh viện tâm thần thì ông Alan ông bị đâm xuống vực. À được rồi, có tiếng Barry kêu rồi. Ông đang lo là bị mất tích, mất dấu Barry, nhưng mà bây giờ có tiếng rồi. Ở dưới cái nhìn thấy rồi kìa. Có áo đỏ đỏ ở phía dưới. Ok. Có cái gì đang di chuyển là cái gì? Ủa đệt con mẹ có tiếng. Chết rồi, có tiếng của mấy thằng quái. Giết một con rồi. Bà mẹ, giờ còn đéo có đèn, đéo có súng ống gì cả. Ủa có một người làng kìa. Tìm được một nông trại. Ok. Barry sẽ đợi cái nông trại đấy. À kìa kìa. Vẫn còn cầm cái hình của Alan Wake. Vẫn cầm cái tấm bìa hình Alan Wake. Đúng là quản lý có khác tận tâm về ngôi sao thế. Chết mẹ, giờ xuống kia đi, chắc phải đi vòng cái ngọn núi sang bên kia kìa, xa lắm luôn đấy. Chết cơ, bây giờ ở chỗ này thì làm gì có cái gì. Càng ngày game nó càng khó lên như thế nào. Ê Bật đèn. Ôi mẹ, chỉ là trăm bản thảo trong này thôi, có cái đéo trong này đâu. Rồi ơi, phí hoài công sức. Walter. Mẹ, có một thằng nhân vật mới ở đấy nữa. Mẹ cha, cái đèn tắt rồi, cái đèn tắt rồi. Ôi rồi, đèn tắt rồi. Kìa, có cốc cà phê kìa, nhưng mà ở đâu? Ở đâu? Mẹ, cái đèn không quay được à? Bên này có cái gì không? Ui mẹ ơi. Đúng rồi, ra đây thì cho đèn nó chiếu. Còn mẹ chúng mày. Đèn tắt rồi, mẹ ơi. Hay quá. Mày ra đây. Cứ bật đã. Tốt. Phải bẫy từng thứ một như vậy. Khoan đã, để chắc đường đúng rồi đấy. Cái là mình phải sang bên này nhặt cái cốc cà phê. Nhóm mẹ ở đâu vậy? Oh shit. Bay mẹ mà ra đây mà. Ra đây. Đúng rồi, một hộp rơi. Rồi mẹ, hết xuống dưới đi. Ôi, cha mẹ cho nó lại lên rồi. Đúng rồi. Úi dồi, đang đã biết đi đâu rồi này. Tới nông trại. Úi dồi ôi, to thế này. Oh shit. Đi qua cái tảng đá, đi qua tảng đá. Đúng rồi đấy. Lại chui vào đây. Rồi đéo, đi xa luôn đi. Đéo có đèn, đéo có đéo gì cả. Game kiểu đéo có gì không biết. Cửa này. Shit. Vặn cái này hả? À, để cái đèn ra đây.
Rồi. Rồi bật kiểu gì? Dây điện đâu? Dây điện nó nối đi đâu nhỉ? Đây à? Ủa, dây điện nối đi đâu nhỉ? Hay trong này có một cái bảng điện? Ở đâu đây, có cầu thang này, chắc lên trên này có cái bật điện. I hope there'd still be a working generator somewhere around here to power up the old lights by the gate. Đây rồi. Chỗ đó có gì tiếp tế không? Không có luôn. Cái này dễ thôi. Khoảng xanh của nó rất là rộng. Ô, bỏ mẹ à? Chưa làm gì đã ngã rồi. Ê, trong này có đèn nè. I could sense the movement in the woods ahead. Một cái đèn pin cùi thôi. Không có pin. Đoạn này sẽ phải chiếu rất là cẩn thận đây này. Nó có hồi lại nhưng mà không nhiều. Trong này có cái gì không? Không có thì mày làm đường vào làm đéo gì. Ố, bọn game này càng ngày càng lừa đảo. Giờ chỉ tấn công với sức mạnh bóng đẹp mà nó có mấy thằng thợ săn nó ra cho mày xem. Bóng đen, bóng đen, bóng đen. Bóng đen, bóng đen, bóng đen. Tốt rồi. Pin này. Rồi đi đâu nữa? Đẹp con mẹ. Đi đâu nữa? Hướng này à? Đi bộ, đi bộ đi, đi bộ một tí. Đúng như mình nghĩ luôn. Đi đúng một vòng núi rồi. Barry đã kiếm được cái xe ở đâu này? Đường còn xa lắm. Đấy, cái đèn vừa rồi liệu có cái tiếp tế gì đấy không nhỉ? Biết đâu có gì đó nhặt được ở đây đâu. Có đường lên núi này. Và có gì cả. Tôi cứ đi đã. Trong tay giờ có hai viên pin. Ui ê, ê. Mẹ cha, lại có cái đèn ở đây là nguy hiểm đây này. Ê, đèn xịn. Đèn quân sự. Làm cách cà phê. Chỗ này liệu có bí mật gì không? Ok, không có gì cả. Cái lèo không có gì cả. Lèo kia sao? Cũng không có gì. À, ông kia đang đoán mình như sao nhỉ? À, có nghĩa là ông này cũng không biết đây là Barry hay không. Kìa kìa, ngôi nhà. Điểm đến chắc chắn ngôi nhà kia rồi. Quan trọng bây giờ là... Quan trọng bây giờ là... Chắc là đạp kỹ. Rồi. Quan trọng bây giờ là... Phải không có địch cơ. Cái gì đấy? À đây. À, chắc là ông Thomas Jane ấy. Ông ấy đang cố sắp xếp câu chuyện theo đúng trình tự. Kia có gì ấy? Ở đây chỉ là cái cây thôi. À, bây giờ phải nhặt từng trang một, đọc theo đúng trình tự. Cái gì đấy? Ôi chết rồi! Ngu rồi! Để cô mẹ ạ, mình lại tưởng trang sách. Đẹp. Ông mẹ. Dẫm mấy gấu bỏ mẹ. Đừng dẫm bẫy nữa. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cái gì đây? Bàn thảo thật không? Đừng nhát, đừng nhát. Đi con mẹ bật đèn đã. Ok, bật đi. Ok. Ấn nhầm nút.
Úi mẹ ơi. Chả bố nữa. Nhặt đi. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. Fuck. Rồi đứng đây chỗ sáng sủa đọc sách không nào. Mẹ cha nó, Nai, Tingle, bắt Wake. Đột cũng được, ông ấy bắt mình càng tốt chứ sao đúng không? Anderson, anh em Anderson cũng trốn khỏi bệnh viện rồi. Cứ đờ mờ lại bẫy. Cứ lừa cho tụi từ trang sách cứ đến thẳng đến. Đi bộ được không ơi? Giờ chưa có địch. Chết con mẹ, chết con mẹ, chết con mẹ, chết con mẹ. Đồng thế, đằng chấm hẳn quá kìa. Đừng có dẫm vào, mẹ dẫm vào là chết. Ui tí chết tôi. Ui mẹ ơi, sắp đến đèn rồi. Ui cái gì kia. Ui thôi. Ui Đèn. Cái xe kia rồi. Không có dữ liệu của lái xe đâu cả, chắc chắn đi vào trong nhà rồi. Trong nhà có cái đèn pin kìa. Pin. Cái gì đây, hộp sữa. Anybody here? Barry. Hẹp tiệm từ từ. Anh không phải. Cứ từ từ đi. Mình cần phải đi vòng quanh cái nhà này đã. Bỏ lỡ đoạn này là chốc đã chết. Cửa ở đâu? Bên nào? Rồi, bên này rồi, chắc chắn rồi. Ý. Ôi chết rồi. Ai giết ông này này? I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know. It makes you see. You're not gonna miss it. They're in the loony bin. My buddy, Danny. I lost him. Something's gone wrong. Không phải cậu ta, Danny bị nhập rồi. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. Kẻ nào đó đã viết câu chuyện mất chết tiền này. Người bạn thân đã trở thành một người khác. Nhà nốt ông này nói nữa. Cái gì? Thôi để tôi đi kiểm tra xe cho. Ơ cái gì đây? I've run through every possible course in my head. If I continue like the dark presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story and it's going to kill her and me and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. Bóng đêm lợi dụng Alice để bắt ông để viết chuyện. Hóa ra bây giờ ông mới biết rằng mình bị lừa. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. Tôi phải trốn thoát. Myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way. Near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed. À, vậy ông lại cần, ông ấy sẽ viết những lối thoát cho bản thân. Ông ấy kế hoạch của ông là như vậy. I need help. Zane's going to be the one who'll help me. I'll make it happen. Shit, bốc khói rồi. Ông mà chết hẳn rồi. Thì bây giờ mình xuống xem cái cabin để xe. Ê! Mày vào đây. Tao có súng săn đấy con. Chắc để Danny. Mẹ súng săn mạnh thì bá cháy rồi. Ra lấy xe đi công ơi.
Rồi. Trèo đường này tôi chưa làm đéo thì chờ đợi. À, có trang bản thảo ngoài này. Hartman so sánh. Úi dồi ôi, lắm nhân vật quá. Chắc hết rồi đấy. Đi xe đi. Đéo gì. Rồi đi theo cái đường mòn này à. Dùng nhiều thì hết ắc quy đúng không? Có lên nhặt cái hộp này không? Xuống đây nhỡ có ma thì bỏ mẹ. Đằng bão ấy. Chơi giọt mưa nào cả. Xe thì nó đéo sạc lại được như điện thoại. À như đèn pin. Ở trên kia có cái gì cả. Lên trên đây tí không? Các ngôi nhà này cũng đều có cái gì đó chứ. Đâu phải là vớ vẩn đâu. Đi xuống thì mình có đầy đủ súng ống mà. Tiếp tế này. Đừng có lừa đảo ở đây là được. Ăn xong có địch cũng được. Ta không sợ ai cả. Có tiếng xung quanh kìa kìa. Trên cháu có gì cả. Kiểu gì cháu có địch. Kiểu gì cháu có thằng đéo nào đó. Mình định đổi xe nhưng mà thôi cứ đi xe này đi. Tí nó quay lại mà vớ vẩn có vấn đề gì thì mình sẽ đổi xe sau. Mình sẽ dùng ắc quy của cái xe này trước. Đấy có đầy xe thiếu gì đâu. Cái xe kia vẫn đang sáng đèn kìa. Chứng tỏ có người ở đây. Đừng có mà lúc nào cũng có cái nhạc này nữa má ơi. Kinh đéo chịu được. Ê qua không. Có cái radio này nghe tí. Đạn súng trường à? Mình không phải dùng súng trường à? Dùng súng trường đi, có 4 viên. Ít ra bắn thì nó cũng thoải mái hơn nhiều. The sheriff's department still looking for a Caucasian woman, 30 years old, slim and blonde with blue eyes. She may be lost in the. Có một người phụ nữ da trắng bị mất tích. Rồi, cứ biết như vậy. Bây giờ mình sẽ phải đi xuống đúng đường này rồi. À đâu mình đang đi đúng đường ấy chứ. Mẹ ạ, vô khỉ. Vừa mới nhặt được khẩu súng các ông đã mẹ bao vây tôi thế này. Đằng sau ngoài đúng không? Đéo chiếu được mày à? Chỉ là một thằng nông dân thôi. Ở đâu nữa? Cứ chiếu thong thả. Nó chỉ có một đường vào đây thôi mà. Cứ đi xe này thôi. Đó là mình đang đi đúng đường, mình lại tưởng mình đang đi đường tắt hay cái đường gì cơ. Đừng có hỏng xe ở đây. Giờ có ma quỷ thì bố chiếu đèn hết. Cũng có cái mặt người trong cái đám mây cơ. Ai da. Như giờ chỉ còn đường đi bộ thôi thì phải.
Ui. Thế thì lên xe. Em đi đâu anh Đào nào? Ôi dồi, ngã sóng xoài rồi nhá. Chết mẹ mày đi. Chắc chắn mày sợ tao chưa? Anh có kinh nghiệm chơi GTA rồi. Là giờ mày chiều xuống xe. Đỡ tốn đạn tốn pin không ạ? Hello, có ai đây không? Thôi mình cứ chiếu đi. Cho mấy thằng kia bị kẹt đi. Chết. Chết đi. Chạy. Rồi. Kia có gì không? Cháu gì ở kia kìa. Nông trại nào? Kia hử? Để chỗ này trống trải này mày ơi. Trong nhà có gì không? Nothing. Rồi cứ đi theo cái hướng mục tiêu đi. Có bình cà phê kìa. Bắn cái gì đây? Bắn pháo à? Bắn vào nó chăng? Được ấy, tí nữa xem thế nào thử bắn vào. Đi cửa sân khấu nhạc rock ấy đúng không? Điệp mẹ chỗ này hứa hẹn là chỗ đánh trận chiến to đây này. Ôi đừng, ông này chết rồi, ông này chết rồi. Hay quá. Nhạc rock. Tuyệt vời, cái màn này hay vãi. Cái gì đây? Ui đèn bị to không ấy? Bắn mấy cái kia của gì nhỉ? Shotgun. Tao cầm đèn pin to rồi này. Để lại đây. Phút đi. Ngã mẹ chúng mày đi. Tại sao mày lại nhặt tiêm đồ rồi? Mày vẫn muốn tham vọng bắn cái kia. Không được à? Đéo được không ạ? Ô địt con mẹ. Thằng chết. Now,
Ok. Trận này hoành tráng vãi cứt. Ra đuổi máu. Lưu lại. Đệt mỡ nó khó thế. Con mẹ. Tuyệt vời. Vừa vặn lúc. Úi giời ơi. Rồi, hai anh em tới nhà Anderson đi. Bright Falls, rock and roll capital of America. Ra đây nhặt thêm đạn với pin nữa. Ú hồn. This way to the farm. Tuyệt vời thật, cái trận này đánh nhau mẹ thư hùng vãi đái. Anh em nhà Anderson chắc trốn về đây rồi, chắc mình về đây là gặp. Sao ấy? Mẹ phải đi đúng cửa nữa. Đi vòng vèo tí có sao. Ê, bị kẹt rồi này. Đây đây, phải lên đây. Mình sẽ tìm đường lên để mở cửa. Đợi tôi một tí. Hey, I think Alan Wake here has something to say. What's that, Al? Đặt mỡ cái thằng thấp này. I'm always right about everything, and if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always intense and moody. It makes me very attractive. Mày bị hấp vào cái thằng điên này. Right now, I'm just standing here. I need my best friend. Ê vào đây thôi mày. TV này, TV này. À, chỉ là có mấy cái chương trình thời sự khoa học thôi. Cần lấy nhiều đồ. Đoạn này chắc kinh khủng lắm đây này. Nhiều đồ thế. Cái gì sáng sáng kìa. Trang bản thảo à? Anh em nhà Đức Sơn những năm 70. Odin Odia. Bọn này cuồng văn hóa Viking ấy nhỉ. À, phá cửa rồi. Thôi chết rồi, không phải đường này xuống. Chết cha. Ôi giời ơi. Bỏ mẹ rồi. Ui. Ui. Nó. Ông đâu rồi? Ngăn không cho nó đuổi theo đã. Điện kìa, điện kìa, điện kìa. Đi nào, đường nào, đường nào. Cửa đây à? Đó phải, ở đường nào. Hay lắm. Úi giời ơi. Hai thằng một lúc.
Chúng mày vào đây, chúng mày vào đây. Cái đéo gì kia? Cả cái ô tô cũng phản tao thế này. Barry đang ở chỗ trong kia kìa. Bây giờ phải đi đường vòng đến chỗ Barry à? Barry, tôi đến rồi đây này. Ui, có cái đèn đây à? Ông khôn thế, ông trốn của đéo nhanh vậy trời. Trốn chỗ này lỡ có ổn không đấy? Nó bay luôn cả cái nhà thì bỏ mẹ. Gì này? Wow, those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out of here. Chưa gì đã tìm những ngôi sao mới rồi. Cái gì đây? Cái này là nó sẽ làm cái gì nhỉ? Đây chăng? Không phải à? The door was barred from the other side. I'd have to find another way. Có đường la hay là có đường thang lên này. Sao Barry không đi cùng mình đi nhỉ? Rồi. Có đạn súng săn là được rồi. Đây có phải đường khác đâu. À, còn lên tiếp mà. Ê ê ê. Đéo nhờn mày đâu nhá. Còn mẹ đến gần bắn lỗi. I'm good. Keep your eyes open, okay? Vẫn chưa được à? Lấy liên tiếp à? Giờ là hai thằng thì vỡ mồm nhá. Đâu ra nữa? Ở đâu ra nữa không? Bên trên còn tầng nữa kìa. Có cái radio. As you regular listeners know, I tend to work through the night, but not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their vẫn là cái đèn đấy rồi đúng không? To join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Dear Fest, hello, hello. Here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. Rồi. Cái này chắc lại thang đi lên à? Hay đi xuống đây? Ôi đi xuống mẹ ơi. Giờ tôi chỉ ra ngoài một mình à. Thế cửa phải mở cho ông kia đã chứ nhỉ. Thế một mình đi à. Mẹ đua nhau à. Thông bạn mình đâu. Thông Barry đi ra mẹ lại đi một mình rồi. Giời ơi. Tôi đéo thích điều này tí nào cả. Ôi dồi ôi. Ui. Đừng tìm cách hạ cái thằng này đó. Ôi. Hạ cái đó đi. Cứ chạy ra sau lưng nó đi. Tuyệt vời. Ê. Đúng rồi nè. Có đồ tiếp tế ở góc kia. Mở cửa cho Barry. Đẹp mở. Sao quá. Cái gì đấy? Đùa nhau.
Cái chỏ này nhạt lắm con ạ. Xanh xanh gì kia nhỉ, tím tím. Còn gì nhạt đây đâu. Rồi, trả lên. Mẹ có cái cửa nữa kìa. Nó ra. Đi vậy đảm bảo nó ra. Chìa khóa, à đấy. Từ đó, lấy được cái chìa này ra liệu có cái gì không ổn không? Ông ơi, lấy xong cái chìa rồi liệu có gì không ổn ở ngoài không? Nó mở đâu ấy nhở? À đây, chìa khóa này này. Cắm vào đây. Al? Is that you out there, buddy? Yeah, it's me. Hey, let's go, man. Let's go, man. Đi cùng Barry thì an toàn hơn vì cốt truyện sẽ không để cho Barry phải đánh nhau đâu. Đúng là chúng ta cứ đi thong thả cùng Barry thôi. I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Looks pretty heavy. Xong đi cái đường kia. Nhanh ông ơi. Tôi vừa đánh nhau với một cái máy gặt lúa. Sao chắc chắn thế? An toàn ở đó hả? Bao nhiêu cái ngôi nhà bay rồi. Đợi chui vào nhà. Lại mỗi người một bên à? Không có gì xung quanh cả. Cái gì đấy? Những vị chúa kiểu như là uyên thâm, hiểu biết được mọi sự thật. Tôi cảm thấy nghi ngờ ngôi nhà này quá à. Địt bẹ đi ra. Qua tầng lên nhưng mà từ từ, ở trong dưới này đã. Nhà mấy ông này nhiều cà phê đấy. Già rồi mà vẫn mê nhạc rock mà. Họ đi đâu cũng thấy nhạc cụ, có cái âm thanh gì, xem xét. Power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. Tìm được một cái máy nghe đĩa nhưng mà cầu trì hỏng. Chúng ta phải đi sửa. Mẹ cha. Yeah. I don't think they keep too close an eye on them. Đọc tí bản thảo cái. Bí ẩn về một tuần mất tích. Alice đã bị mất tích một tuần. Ê. Rồi. Hay quá, có đèn đúng không ơi. Úi giời, chưa bao giờ mình nhận thấy hạnh phúc khi ánh sáng lan tỏa này. Of course, we need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. Hai anh em nhà ông ấy bảo có một cái lời nhắn, nên chúng ta phải đến đây. Có cái máy nghe đĩa ở đây này. Cynthia Weaver. Right. Must be. Phát cái bản thu ra xem nào. Hy vọng là sẽ có một cái lời nhắn nào đó nó hữu ích. Hãy tìm chiếc chìa khóa cabin ma quái. Tìm tới quý bà ánh sáng, kẻ lang thang trong đêm tối. Bài thơ tối nghĩa vậy. Okay, we need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey Al, lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry, this is. Tôi nghĩ là uống đi cho nó dễ ngủ không ạ? Ngủ luôn đi còn đến sáng, chứ còn bây giờ thì đã ổn rồi. Đêm hôm kiểu này đâu được. I'm gonna stick by you no matter what ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer. Đùa chứ nhìn cái bức ban lô của ông Alan Wake lần nào cũng giật mình, cứ tưởng có cái gẫu gì. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What do they put in this stuff? I feel like my brain. Tôi cảm thấy não mình như trôi xuống mũi. I'm gonna get the recipe off those croutes and be a booze. Đừng có mà ngã ở đây, ngồi đi. Sao Barry không hoảng sợ gì nhỉ? Barry, I just want her here with me. Trông nó cứ bình tĩnh làm sao ấy, đi đâu cũng lên tuyên rồi. It's gonna be okay.
We're gonna make it up. Ôi. Thế coi như tập này hết chương rồi đúng không? Hay là sao đây? Mẹ bằng đường bảo đêm hôm lại phải đi đâu nhá? Lại bảo mất điện đêm nay nhá. Đừng. Không ngủ được à? Ui xì. Giật mình quá. À vào phim rồi. Đấy chắc là đoạn phim kết thúc đây. Đoạn phim kết thúc rồi không ạ? À. Diver Isla. Trở về quá khứ à? Úi dồi sao này? Lại mơ ngủ cái đó gì đây? Ủa tôi đéo vào cái cabin này nữa đâu. Ở góc gì thứ nhất nữa cơ. Memory unearthed by the Anderson's moonshine. I was there, an out of body observer. This was the night Alice and I had arrived. Ủa như cả hồn ma đang bay ấy chứ không phải. Ui. I had a chance to find out what had happened. Đây. Dừng đây đúng không? Quả là ông Alan đúng không, nhảy xuống hồ. I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crash car and finding the first pages of the manuscript. Beyond this lost memory, there was nothing. I had to follow the steps of my past self to find out what had happened that night. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice. Jagger had Alice, and so she had me. Alice. Thế lòng này cũng quay lên bờ rồi chứ. Có cái vụ tai nạn là kiểu như ông bị mất trí nhớ rồi. Ui rồi, Jagger rồi. Hãy nhìn lại vào cabin xem không ai gần đó không. Alice. Maybe she didn't drown. Có khi cô ấy vẫn còn ở trong đó. Mẹ cái con bụi Jagger à, bộ dạng của Jagger thôi chứ thực sự thì đấy là bóng đêm ngày xưa của những người cũ ở trên đảo này hay sao ấy. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. Mẹ đoạn này ghê thế. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You'll laugh at the whole thing together and put it behind you. Bên trái bên phải. Alice! Không rồi, phòng này rồi. She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's nó lừa mình viết chuyện này. Your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you write. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Thảo nào, trong những đoạn video phát lại ấy, thì ký ức của ông này là như kiểu là bà Barbara Jagger này là giúp mình, nhưng hóa ra về sau mới biết là không phải. Những câu chuyện nó không đi đến đâu cả. Càng viết thì càng bế tắc thôi. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Thế đấy. Biết sự thật rồi. Yes. All right. I'll fix it. All right. I'll bring her back. Điều khiển rồi. Ui nó nhìn mình kìa. Ê ê ê. Ui biết mà. Vãi cả đái. Nhớ lại rồi đấy. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete. Tức nghĩa là trong một cái tuần mà ông ấy không nhớ tại sao tự nhiên lại biến mất ấy. Cái kết quả mà vào trong cái trạm xăng đầu tiên ấy mà bảo là tại sao còn một tuần nữa đến
kỳ săn hươu cái gì ấy, lễ hội hươu gì ấy. Ông không biết một tuần vừa qua ở đâu, hóa ra là trù trong cái nhà này viết sách. Even with the cobweb she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story. To bring a light into the cabin to release me before. Những cái câu chuyện mà ông này viết thì thường con mụ nó điều khiển, nhưng mà Alan vẫn rất là tỉnh, vẫn có một chút tỉnh táo để mà viết lái câu chuyện theo hướng khác. À, ngày xưa Jane cũng bị cái con mụ ấy, con bóng, cái bóng đêm đấy nó Jane trong cái bộ đồ lặn. Ngày xưa Jane thì bị con bóng đêm nó đóng giả bà Barbara Jagger để lừa ông Jane viết chuyện, còn bây giờ thì vẫn cái hình dạng đấy, nó lừa Alan Wake. Thế bây giờ Thomas Jane đang ở lại đấy. Thomas làm gì đây? Lấy những trang bản thảo đi à? À, thế là đoạn này chạy trốn tìm xe chạy đây. Thế là lúc đấy bị tông xe xong rồi chúng ta điều khiển. Còn hòn đảo này thì biến mất. Ui, Thomas Jane toi rồi. Nó tìm được Thomas rồi. Barbara! Xong. Không ăn uống gì luôn, không ỉa đái gì luôn đấy. Thế nên bị ngu người. Biến mất hòn đảo rồi. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. Quá là Thomas Jane cứu ông này. Ký ức thức còn lại trong bóng tối. Thế mới đâm xuống đây. Đâm xuống cái đồn gỗ của Stucky. Mà câu chuyện bắt đầu ở đây. Đấy, tất cả những cái này là do tự mình viết. Thằng FBI. Oh shit, thằng FBI đến bắt tôi rồi. Nó đến tận nơi rồi không ạ? Nhạc game này hay thật đấy. Nó kiểu sắp phim truyền hình không ạ? Hay đâu chịu được. Hết chương 4 rồi. Ui, quả đây là cái tập hay nhất mà mình từng chơi của cái game này. Quá đáng giá. Có một cái trường đoạn chiến đấu trong cái sân khấu nhạc rock rất là hoành tráng, như metal rock nhà quá là hay luôn, quá là đã luôn. Đoạn cuối thì mở ra nhiều cái bí mật, mà thường bí mật mà một khi đã bật mí thì sẽ bị mất bí mật, nhưng mà cũng thỏa mãn phần nào chứ tò mò. Ok, hẹn mọi người ở video sau. Nhớ chia sẻ video, và nếu mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký của mình và ấn cái chuông ở góc bên cạnh cái nút đăng ký để nhận những video mới nhất. Xin chào, hẹn gặp lại.